chúng ta tiếp tục đến với một thính giả nữa. Alo ạ. Alo. Vâng, chào chị. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng, mời chị có câu hỏi chị ạ. Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi, em nay 47 tuổi rồi, nhưng mà bị nám lâu lắm rồi, không có điều trị gì hết. Dạ thì nó nám nhiều lắm, nhưng mà em mới đi bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh, thì em uống thuốc được gần một tháng rồi. Dành bác sĩ tư vấn cho em là có nên dùng thêm cái chức năng, thực phẩm chức năng nào bổ sung không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị đã có câu hỏi chương trình. Tôi hỏi chị 47 tuổi, chị bị nám, nám da ở vùng nào chị nhỉ? Nám lâu rồi, bác sĩ. Chị bị nám ở vùng nào chị nhỉ? Dạ, em hiện tại là dạ em còn hai má với trán với cằm. Vâng, cái tổn thương đó nó có sâu không, có dày không, đậm không? Dạ đậm thì bác sĩ ơi. Thế, à, thế chị uống thuốc và điều trị ở bệnh viện Gia Liễu là đúng cái địa chỉ rồi. Tôi có hỏi là khi điều trị bằng thuốc uống thì nó cái tổn thương đấy nó có đỡ nhanh không? À, dạ chưa, em mới điều trị là hai liệu trình, một lần thì uống nửa tháng, bây giờ là uống một tháng nhưng em uống được hơn một nửa rồi. À, với lại cho thêm kem bôi ban đêm với lại một ít kem chống nắng ban ngày. Dạ vâng. Nên, em đang tôi... điều trị thì em cũng thấy nó có phần sáng ra một chút. Dạ vâng. Mà em xin hỏi bác sĩ là tại vì em có kem Bobolica gì đó, em hỏi bác sĩ, bên bác sĩ có tư vấn thì em có nên dùng thêm cái kem đó không? Dạ vâng, cảm ơn chị. Mắt của em nó cũng bị sệ rồi nữa bác sĩ. Vâng, cảm ơn chị đã có câu hỏi chương trình. Đối với trường hợp như của chị, vấn đề của chị chính là vấn đề nám da. Và nám da của chị ở cái tuổi 47 tuổi thì phải, vấn đề đầu tiên là cái vấn đề phải kể tới cái quá trình lão hóa. Quá trình lão hóa da là cái quá trình tất yếu của cơ thể. Tuy nhiên, ở đối với vùng ở trong miền Nam thì cái ánh nắng mặt trời rất là nhiều. Tôi không biết là chị có sử dụng các cái sản phẩm chống nắng hay không. Trong cái sản phẩm chống nắng đó, chị nên sử dụng một cách đúng cách, đủ thì mới có hiệu quả. Đặc biệt là những cái tia cực tím, tia UVA và tia UVB. Tia UVB thì chị có thể sử dụng các khẩu trang rồi mũ có thể che chắn được một phần, nhưng tia UVB thì không cái mũ và khẩu trang không thể che chắn đủ được và có thể tác động sâu dưới lớp hạ bì làm cho da của chị sẽ tổn thương. Do vậy mà như vậy có thể kích thích hình thành những nám da. Do vậy mà trong trường hợp như vậy thì chị phải sử dụng các kem chống nắng, và kem chống nắng đó phải bôi đủ cái lượng kem chống nắng, và nếu là mồ hôi mà ra nhiều chẳng hạn thì sau 2 giờ phải sử dụng lại kem chống nắng, nếu không thì hiệu quả sẽ rất thấp. Và nếu mà trước khi mà điều trị các cái tình trạng nám da đã sạm da đã điều trị rồi, nhưng nếu không bảo vệ tốt thì nám da hoàn toàn có thể tái phát lại. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chị đã điều trị ở Gia Liễu rồi, chị cũng phải kiên trì một chút để cho bác sĩ điều trị tiếp hết một cái liệu trình xem tình trạng như thế nào. Trong những trường hợp sử dụng các cái thuốc uống và thuốc bôi ít hiệu quả thì trong Gia Liễu người ta cũng sử dụng những công nghệ như công nghệ laser. Tuy nhiên sử dụng công nghệ laser cũng làm tổn thương ở trên da, nhưng sau thời gian nó hồi phục. Chị vẫn phải sử dụng cái phương pháp bảo vệ da một cách đúng cách và chăm sóc da đúng cách, không thì tình trạng nám có thể xuất hiện lại. Đối với sản phẩm Bobolica thì chính là cái sản phẩm mà để giúp cho cái ngăn ngừa cái quá trình, không phải là điều trị trong trường hợp mà nám da sạm da đâu, mà trong những trường hợp mà những cái vết dạn da thôi, là tình trạng da nhăn nheo chảy xệ chẳng hạn, thì những phổi phục cái lại, bởi vì nó tăng cường cái sợi collagen và elastin. Mà trong trường hợp nám da sạm da của chị thì tôi nghĩ rằng chị nên là sử dụng cái điều trị theo cái biện pháp điều trị của bác sĩ Gia Liễu. Tuy nhiên là cái sự chăm sóc da là điều cần thiết, đặc biệt là trong cái thời tiết ở trong miền Nam rất là nắng nhiều, cho nên là cái việc bảo vệ da đối với chị rất là cần thiết chị nhé. À, em thì ít ra nắng nhưng mà em lại nấu cơm cho công ty nên nó nóng nhiều hơn thì đó là làm thế nào bác sĩ? Thực ra cái tình trạng nám da thì dưới cái kích hoạt của ánh nắng mặt trời, của tia UVA, tia UVB có làm tình trạng nám da sạm da có thể xuất hiện gia tăng. Tuy nhiên là cái việc nám da còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như quá trình lão hóa, sự thay đổi suy giảm nội tiết tố và đặc biệt là yếu tố di truyền. Ví dụ như mẹ chị có thể tình nám da nhiều chẳng hạn, có thể con có thể bị. Do vậy mà có rất nhiều yếu tố gây tình trạng đó, và nếu muốn để cho cái tình trạng đó mà sau khi điều trị Gia Liễu mà sử dụng thuốc bôi, thuốc uống nó chậm chẳng hạn, chị có thể đổi cái phương pháp, ví dụ như sử dụng những công nghệ laser có thể làm cho tình trạng đó đỡ nhanh hơn. Nó sẽ tổn thương da một thời gian và sau đó da hoàn toàn trở lại trình độ lành. Tuy nhiên là cái việc bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời để khỏi bị tái phát là cần thiết chị nhé. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Vâng.